lên thăm này, lên thuyền khác này. Ok. Titi là rái cá hoang dã nên nó gặp người nó sợ lắm. Nó chỉ không sợ tiên cá thôi, nó gặp người nó bỏ chạy luôn rồi. Titi. Cương chỉ có thể đi với Titi một mình trong thiên nhiên thôi. Có người lạ không được.